cây nào cây nấy chứ thẳng thẳng không à. Thích gà coi. Chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Vợ Chồng Hai Lúa nha. Thì hôm nay vợ chồng mình sẽ làm một cái clip, đó là làm cái lồng đèn trung thu to bự khổng lồ đó. Thì nãy giờ vợ chồng mình với anh em mình là có gì đốn cái chút. Đầu tiên là chúng ta cần phải có chút. Thì chút thì nãy giờ là mình với anh em mình đốn ra thành 10 khúc như thế này ha, đo bằng nhau. Rồi cái thứ hai là chúng ta cần có là giấy màu đó. Cái thứ ba là dây chì, rồi kèn cày, băng keo, hồ, rồi cái miếng sắt kìm bấm dây chì. Và đặc biệt là kế bên chúng ta còn phải có thêm cái gỗ trái cây nữa cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi vợ chồng mình với em mình làm nha. Bây giờ thành ngôi sao cả nhà thấy không? Bây giờ mình xếp trước thành ngôi sao nha. Đó. Theo chiều cong thế này đó. Bây giờ dây chì á chúng ta cắt từng khúc nhỏ trước nha cả nhà. Nha đây. Sống đầu mình nãy xếp từ sau giờ mình cột theo từng đầu. Đó giờ đó, anh em nãy giờ cột xong 5 đầu rồi cả nhà thấy không? 1 2 4 5 5 đầu như thế này. Bây giờ sẽ xếp một cái ngôi sao, một cái cánh nữa, y chang như thế này luôn ha. Chúng ta ốp lên, đó, thấy không? Đó. Bây giờ cái đầu của chúng ta ha, nãy là cột đầu này, chúng ta cột đầu trên này. Này cột cái nem này cho chắc nha cả nhà. Còn giữ cái trụ đổi nè, chổi này nè. Cho chặt chứ mà sao. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ dán hồ trước cả nhà ơi. Đó giờ dán hồ lên nha. Dán hồ. Đổ lên đi anh. Dao mà càng cua nè. Bây giờ ăn mì cả nhà ơi. Đói. Đói. Là hồi nãy giờ lồng đèn chưa xong mà nó đói bụng rồi. Gao này là gao càng cua. Có người gọi là gao bà bóng. Bây giờ ăn cả nhà ơi. Ngon quá. Chọn điều ăn nha. Trời lạnh lạnh ăn mì gói nha anh ơi. Xe là em mình nó chạy trốn nó tiêu rồi. Ăn trước nó đi. Ăn trước đi. Nóng quá. Đổi quá. Ngon cả nhà. Xong cả nhà hết cả nhà ơi. Làm cả nhà. No à. Thì bây giờ là sẽ dán hộ cái cánh nha cả nhà. Dán lên tất cả cánh luôn để mình làm cái giấy kiến đỏ lên đây. Nó đen thui theo lụi vậy. Hết chả không kịp nè. Không có cái gì. Nó xuống, nó xuống. Dạ, mình rất là kéo tay. Cá mồi chấm bánh mì nha cả nhà ơi. Ngon quá.
hết đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, vợ chồng mình và thằng em vừa làm xong cái lồng đèn ngôi sao khổng lồ. Thì hiện tại thì trời ở ngoài trời đang mưa, đợi một tí xíu nữa trời tạnh mưa và trời tối thì mình sẽ cùng cả làng, cả xóm nhà mình đi ra ngoài đường để mà ăn Trung Thu đó cả nhà. Kéo cả làng đi, trời ngoài không có mưa cả nhà ơi. Bây giờ là vợ chồng đi ăn Trung Thu luôn nha. Quay là xong cái clip, gắn chịu khó quay xong cái clip cho cả nhà xem luôn. Nó nặng dữ trời luôn. Nhà nào quá, nặng lắm. Đi cả nhà ơi, đi ăn Trung Thu cả nhà. Ăn Trung Thu nha cả nhà ơi. Lồng đèn ngôi sao khổng lồ. Nặng quá. Ô đi cả nhà ơi. Đi đi. Tan tan tan. Ô. Đúng nha. Đúng 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 đúng. Thơm chút. Thôi à. Tết Trung Thu. Em sắp lồng đèn đi chơi. Bang bang bang. Đi chơi cả nhà ơi. Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Vợ chồng mình đi ở ngoài trời mưa luôn đó cả nhà. Cả nhà xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ, subscribe cho kênh thằng chồng mình nha. Đây sẵn trời mưa cho chồng quay cho xong cái clip luôn. Chứ bây giờ cũng đang mưa lớn ở nhà, chờ tới tối thì không hết mưa nổi. Lồng đèn khổng lồ cả nhà ơi. Tên 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 ra giữa luôn luôn. Có ai mà làm đèn lồng đèn khổng lồ được như mình không? Lồng đèn chắc còn mấy chục ký à. Được như vợ chồng mình không nào. Trời em đi chứ. Nhanh đi. Trời em nhớ, sao hồi em mới được em đi được. Ô, vui quá. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Trời em mới trang cầm với. Trong em mới trang cầm. Mày nói không, nặng dữ trời lắm á. Nói sao, không lẽ không có. Thử nha, thử nổi không nha. Em đỏ rồi, em tiếp rồi. Lên đi. Lên rồi. Lên lên, nhớ chứ, từ từ coi chừng. Được chưa? À, em cầm xa rồi tí á, cầm xa rồi cái đầu ngoài á, mấy này nhẹ, em cầm đây nặng lắm. Xa mày có đó đâu, đâu à, luôn. Sao em cầm lên được đi. Ờ, rồi, vô lên này. Rồi. Nổi không? Rồi, rồi. 1, 2, 3. Sao vậy? Lên nè, lên nè, lên nè. Đi. Cả nhà ơi, mình đã xách được cái lồng đèn bự rồi đó cả nhà ơi. Lồng đèn khổng lồ luôn đó cả nhà. Vui quá cả nhà ơi. Nhân Trung Thu. Tết Trung Thu này vợ chồng hai lúa chúc cả nhà và các cháu ăn Tết Trung Thu vui vẻ nha. Vui quá. Cái lồng đèn này là đứng là cao hơn vợ mình luôn. Trung Thu hả? Cho em mượn Vinh cái ai? Yeah. Đi chơi Trung Thu luôn. Đi Trung Thu. Cao lên, cao lên. Hơn gỗng đi nè. Đó, đó. Được sao, lấy đầu đèn lên. Rất là vui lắm cả nhà. Thì ô trả lồng đèn. Trả lồng đèn. Lồng đèn đó. Lồng đèn đó. Là ngày mượn đó vinh đã đó. Đây. Dạ chơi chứ không. Chút tối thì chơi nha. Hết mưa chơi nha. Thì bây giờ cả nhà vợ chồng mình kết thúc clip đây cả nhà. Thì nói chung gần tới Trung Thu rồi thì vợ chồng làm clip này cũng chủ yếu là nói chung là tạo thêm niềm vui thôi. Vợ chồng hai lúa chúc cả nhà Tết Trung Thu vui vẻ và sống bình yên bên gia đình nha. Thì vợ chồng mình chúc cho các em có một mùa Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và ngày một học hành trong ngoan, con ngoan chào giỏi nha.
Rồi bây giờ vợ chồng xin tạm biệt cả nhà, nhớ nhấn like, chia sẻ video đến cả nhà, người thân, bạn bè, và hãy bấm đăng ký kênh và bật cái chuông nhỏ nhỏ xinh xinh kế cho đăng ký để ủng hộ vợ chồng mình nha. Bây giờ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại ở nhà clip sau nha. Bye bye, bye. Yeah, đi tiếp thôi.